ở clip trước chúng ta đã làm cho cái cây nó tự phát triển được sau mỗi 2 giây. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách để cho cái tree level này nó phát triển theo cái thời gian mà chúng ta cài đặt ở đây. thì ví dụ như sau uh, code lần trước là chúng ta thừa kế từ level build, build level đúng không? bây giờ mình đã thêm một số thứ này. thứ nhất là cái tree level này nó sẽ tương tác nó lấy dữ liệu từ cái tree nên chúng ta sẽ cần có một liên kết tới với cái tree chỗ này thì tree này chính là cái tree ở đây, Đấy, nó liên kết. Thì cách lấy như sau. Ở trong cái hàm load component này, chúng ta có một cái hàm load tree và sẽ kiểm tra rằng là nếu như chưa có load tree. Đấy, nếu như có load tree rồi, là nếu khác luôn có nghĩa là đã có tree rồi thì chúng ta return ra. Thì cái này là quá đơn giản nhá, từ lúc sau mình sẽ không nhắc lại nữa. Và cách lấy cũng chỉ đơn giản là get component thôi. Đấy. Thì sau khi lấy được cái liên kết với cái tree rồi chúng ta sẽ tiến hành là tính toán cái delay. chúng ta tính toán cái delay là gì? là bình thường ấy ở trong tập trước ấy chúng ta cho cái level lên level bằng cách là như thế này tức là đây thực chất là cái delay này dù như là invoke repeat uh, 3 giây tức là sau 3 giây thì khởi động và sau đó cứ mỗi hai giây là gọi lại một lần thì đấy chính là delay bây giờ chúng ta sẽ không xài hàng này nữa chúng ta tắt hàng này đi và cái delay của chúng ta cần phải tính toán dựa trên cái thời gian mình sẽ xem nhé tính toán dựa trên cái thời gian chỗ này đấy, ví dụ bây giờ chúng ta ở đây có 1, 2, 3, 4, chính xác là bốn thôi nhé cái cuối cùng ấy là cái gốc cây thì chúng ta không tính như vậy có nghĩa là cái cây này nó chỉ phát triển tới số 4 nó dừng lại vì chúng ta sẽ có một hai ba bốn và chúng ta lấy bốn cái này chúng ta chia đều cho 7 giây thì chúng ta tính toán được rằng là mỗi một level tốn bao nhiêu giây để phát triển lên thì đây lưu ý một cái nữa nhé cái đầu tiên này, nó đã hiện ra rồi nên không tính vì có nghĩa là từ đây xuống đây là một từ đây xuống đây là hai đây là ba chính xác là chúng ta chia cho ba thôi vì số 3 đó từ đâu ra số 3 đó phải là bằng à, bằng năm chỗ này trừ đi hai Đấy, không tính cái đầu và không tính cái cuối thì chúng ta chỉ tính ba cái giữa thôi thì, có nghĩa là chúng ta cần phải lấy số 3 đấy à, lấy số 7 này chia cho số 3 đấy và các bạn lưu ý nhé ở những cái công trình khác ấy nó sẽ có thể sẽ có nhiều hơn có thể là có có bốn năm sáu hoặc là có ít hơn số lượng ở đây thì chúng ta phải có một công thức chung cho tất cả chúng ta không thể xét 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 cứng một con số là là năm chia ba được đó lý do tại sao mà công thức chỗ, chỗ ghét delay tree nó sẽ như thế này đầu tiên là nó tính toán xem tổng số lượng cái À, object ở trong cái level là bao nhiêu cái? Cao này nó chính là bằng à, 5 chỗ này này, đây chính là level này, cao chứ bằng năm thì chúng ta trừ đi hai cái là trừ cái đầu tiên và trừ cái cuối cùng ra. Bởi vì cái đầu tiên rộng nó hiện rồi, còn cái cuối cùng chúng ta quy ước luôn là luôn luôn là cái mô đồ mà cái công trình nó bị phá hủy. Ví dụ như bạn có căn nhà đi, thì bạn sẽ có một cái mô đồ cuối cùng đó là phá hủy căn nhà. Đấy, luôn luôn như vậy nhé. Tại vì trong City Builder luôn, luôn có khái niệm phá hủy căn nhà và cho dù nếu như mà các bạn không có khái niệm phá hủy căn nhà thì các bạn cũng để một sát rộng ở cuối cùng đó là cách mà người ta giải quyết đó là cách mà chúng ta đặt ra rule cho con game của chúng ta để cho phần code nó đơn giản hơn thì, thì chúng ta đã có công thức ở đây đó là tổng số lượng uh, level tổng số lượng building trừ đi hai ra công level cao chúng ta lấy tổng số dây tổng số dây chúng ta chia cho cái này thì hàm này mới nhé hàm này trong clip trước chưa có thì trong cái truy cao này này cái chúng ta cần cái chúng ta cần là cái số dây ở đây nhưng mà số dây ở đây này nó đang là đây chính là cái này nhá nó đang là protected đây protected các bạn các bạn thể lấy thẳng được một lần nữa các bạn phải tạo một cái hàm như thế này để các bạn uh, lấy ra hoặc là các bạn cho cái biến protected thành public luôn cũng được không sao tùy các bạn rồi như vậy chúng ta đã có cái công thức có hàm để tính toán cái số lượng delay thì các bạn bỏ trong cái hàm load truy này luôn Bởi vì sao cái hàm này nó chỉ hoạt động được khi mà đã có liên kết tới truy rồi tại vì nếu các bạn bỏ ngoài ấy, mà lỡ như mà liên kết truy này thất bại ấy, thì nó sẽ báo lỗi mà cũng không nên thì đấy là cách chúng ta tính toán nhé. khả năng cái này cũng phải tối ưu lại nhưng mà sau khi là tính toán xong các bạn bấm vào đây reset thì bạn sẽ có được cái số giây này ví dụ bây giờ bạn không có 7 giây nữa mà bạn muốn 10 giây đúng không thì các bạn reset lại thì nó sẽ thay đổi ngay ví dụ 7 giây thì nó sẽ reset lại thay đổi ngay và chút nữa mình sẽ nói thêm về cái chỗ này vậy là chúng ta đã tính toán được rằng là từ cấp 1 lên cấp 2 là mất khoảng 2 giây mấy để đây, đây là 2 giây mấy nữa vậy chúng ta sẽ lay thử xem nhé đây bây giờ lock wood chỗ này đây là không nhá. Cấp 2 này. Cấp 3 này, cấp 4 một cái là lên tiền. Đấy, đúng luôn. Thì với công thức như vậy thì ngay khi nó lên cái cây cấp 4 này là cây trưởng thành đúng không? Thì nó sẽ thành 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 một luôn. Thì bây giờ nhá, mình thử nhá. Mình thử cho một cái cây số 5 vào, tức là số lượng cây chúng ta thay đổi đúng không? Số năm vào và cái cây này mình sẽ cho nó lớn một chút, cho nó to to một chút. Thì mình giả dụ là cái cây này là cây bự luôn. Đấy, vậy thì vậy thì bây giờ nhá, cái truy level này nó không còn năm nữa chúng ta reset ở đây thì nó sẽ tính toán lại là với 7 giây mà chừng này level thì nó sẽ mất thời gian gian và chúng ta sẽ xem lại cái nó chạy chuẩn không nhé Có đúng là số 5 là nó sẽ tăng lên một đơn vị một này hai này hai này đúng luôn đấy vậy là công thức thời gian chúng ta ổn đấy các bạn có thể tùy chỉnh công thức cũng được đấy là xong rồi cái cây nhé thực ra là đối với cây như vậy là ổn rồi đấy vậy thì khi nào thì chúng ta sẽ xuất hiện cái cái, cái cái cuối cùng này thì ở đây mình sẽ nói thêm nhé cái hàm mà mình viết rồi mình chưa xài thôi đây chúng ta bỏ cái này đi rồi nhé Vậy thì cái hàm mà uh, uh, net building này này lúc trước cho này bằng một vì sao chúng ta sẽ cho nó hiện hết nhưng mà bây giờ mình nói rồi là chúng ta sẽ không hiện cái 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 cuối cùng cái cuối cùng chúng ta xem như là một cái cái trạng thái cuối cùng của nhà là khi bị phá hủy cây thì là cây bị chặt nhà thì là nhà bị phá hủy Vậy thì chúng ta sẽ không tới cuối cùng mà chúng ta trừ hai đi vì sao cái này đang là năm trong trường hợp này là bao nhiêu nhá xem nào trong trường hợp này đang là 6 đúng không? Thì cái cuối cùng của nó có số 5 thì chúng ta phải lấy số 6 trừ đi 1. Đây, 6 trừ đi 1 và bây giờ chúng ta không muốn dừng ở 5, chúng ta muốn dừng ở 4 thì nó phải là 6 trừ đi 2. Đó là lý do tại sao chỗ này. Vậy thì để hiện cái để hiện cái nhà cuối cùng ấy, chúng ta thêm cái này ở đây. Hãy thêm cái nhà chỗ này. Chúng ta có thể để cái này là pháp lịch cũng được. Đấy, vì khả năng cao là cái hàm này sẽ gọi từ bên ngoài. Thì hàm này sẽ hiện cái nhà cuối cùng như thế nào? Nó nhà cuối cùng sẽ bằng tổng số nhà trừ đi 1 và gắn vào đây. Cái này chúng ta sẽ xài trong tương lai nhé. Cứ biết để đây sẵn thôi rồi và có một vấn đề nữa này các bạn còn nhớ cái lóc của chúng ta đang rìm mắt là infinity không chính vì nó infinity cho nên là sau khi mà cái cây này phát triển rồi thì cái lóc này nó vẫn cứ tăng vì chúng ta cần có một cơ chế để xét cho cái này là dùng bây giờ mình bảo mình muốn tăng xem nhé rồi tăng một, một nhé bây giờ chúng ta đợi thêm 7 giây nữa thì cái này sẽ tăng lên hai đó gì chắc chắn có chúng ta như vậy vì nó ra vẫn đang chạy này lên hai đây đúng không vì chúng ta cần xét giới hạn cho nó ví dụ các bạn quy ước rằng là cái cây này chỉ được một lóc vuốt thôi ấy hoặc là những cái giếng này cũng vậy này cái giếng này chúng ta đang cần là không phải là nó vô hạn nước như vậy mà chúng ta chỉ nói là tăng lên tới 7, 8 thì chúng ta mới ngưng lại và cách ở đây không phải là chúng ta đi vào đây chúng ta chỉnh đây là 7 nhá rồi xuống đây chúng ta chỉnh là một nhá không nên vậy bởi vì sao có thể bạn sẽ quên có thể bấm reset cái này bạn sẽ quên hoặc là bạn quên chỉnh lại có khả năng sẽ xảy ra thì để phích trường hợp đấy chúng ta làm gì à, chúng ta làm thêm một cái thao tác bên này nữa thì mình không nói là những thao tác là bắt buộc nhé nếu như bạn có trí nhớ tốt và nếu các bạn quản lý có của bạn tốt thì các bạn không cần làm cái hàm này đối với truy nhé mình làm một cái hàm là set limit trong hàm set limit này làm gì hàm set limit này mình sẽ gọi ra tức là mình lấy mình lấy cái lockwood ra lấy lấy cái resource holder ra bằng cái hàm này đúng chưa cái cái lockwood ở đây này cái chỗ này mình sẽ lấy ra bằng cái hàm oh, sorry này. bằng chỗ này Mình chúng ta set limit nó bằng một đấy tương tự như vậy với cái well cũng vậy mình sẽ cũng có hàm set limit mình đặt tên giống nhau luôn không sao cả thì hôm này cũng tương tự như vậy chúng ta lấy qua tờ ra và chúng ta sẽ xét làm mấy tờ bằng 7 quy định là giếng có tối đa 7 đơn vị nước thôi còn truy tối đa là có một đơn vị lóc bút thôi đấy câu chuyện là hai cái hàm này hai hàm này hai hàm mới nhé bây giờ mình nói tới cái hàm get holder này là mới có xuất hiện ở trong clip này thì hàm này nó làm gì nếu như bạn còn nhớ nhé ở clip trước ấy, cái khúc chỗ này này cái khúc dòng số 49 này này nó là như thế này đấy nó là như thế này cột cũ nó như vậy đây, đấy, có cụ nó là như thế này, đúng chưa? Và nếu bây giờ chúng ta có một nhu cầu là lấy ra cái resort holder Và đây là lần đầu tiên chúng ta có nhu cầu Và qua bên này, qua bên này Một lần nữa chúng ta lại có nhu cầu tương tự như vậy nữa Thì nếu như mà chúng ta không có cái hàm này ấy, Thì việc chúng ta cần phải làm ở đây ấy, là Phải đi gõ lại cái dòng lệnh chỗ này Đây, đây, chỗ này Thì chỗ này chúng ta phải gõ lại dòng lệnh như thế này Và các bạn phải, phải, phải hiểu nhé Cái dòng lệnh chỗ này này À, coi vậy chứ rất là khó gõ nhé Coi vậy rất là khó gõ chứ không phải là dễ gõ đâu. Đấy, chúng ta phải gọi lại như này. Thì cái cấu trúc file này, này Nếu nếu như các bạn muốn nhanh ấy thì chúng ta không gõ như thế này mà chúng ta làm một cái hàm như ở đây. Đấy có tên là get holder chúng này. Và cái hàm này dùm giúp tao nó cái này dễ nhớ nè, get holder là dễ nhớ này truyền vào cái nút dễ nhớ này và chúng ta sẽ cho cái hàm này ở đây. Đấy, và khi có cái hàm này rồi chúng ta sẽ tối ưu lại bằng cách là tất cả chỗ nào mà cần gọi như thế này thì chúng ta tối ưu lại là dùng cái code dưới này thứ nhất là cái cốt chúng ta ngắn hơn đấy, thứ hai là chúng ta tái sử dụng được cái đoạn cốt chỗ này đấy thì ý nghĩa lập trình tái sử dụng là chính là chỗ này nhé đấy nên mình sẽ bỏ cái này đi thì với cái set level như vậy á thì chúng ta sẽ uh, mở cái cây ra thứ nhất là cái cây đây 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 cái cây này chúng ta ở đây các bạn nhớ là infinity nhé à, mình reset lại đây, infinity nhé cái cây này nếu chúng ta reset ở đây thì nó sẽ reset ở trong này đấy là một cách để chúng ta không phải nhớ đấy, nếu các bạn nhớ các bạn gọi ra sao nhưng mà đây là tương tự này, chúng ta đang là Infinity chỗ này nhá Chúng ta reset cái tree que bên này Thì động nó sẽ cái limit luôn Đấy, thì với cách này là chúng ta sẽ có một cái bộ code khá là ổn Và có thể nói là cái giếng và cái cây đã hoàn thành Clip sau, mình sẽ làm uh, một cái nhà để chứa cái uh, logwood này Đấy, Từ phu sẽ đi uh, chặt cái cây này và mang về cái nhà đó Ok, chào các bạn nha